gì mà mấy đứa cầm bao dữ vậy? Wow, hấp dẫn nha. Khải ơi, con ăn gì chưa? Dạ rồi. Quốc Quy ơi, con ăn gì chưa nè? Dạ rồi. Ok, nhớ nha, chứ thôi là nhảy một hồi là xỉu luôn á. Bé nhỏ Su Su ơi, sáng ăn sáng chưa? Dạ rồi. Ăn gì nè? Ăn mì tôm. Ăn mì tôm. Wow, cố lên nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu trò chơi nha. Yeah. Cố lên. Yeah. Đây là lượt đấu đầu tiên của 4 thí sinh nha các bạn. Đó là dòng bé Thảo, bé Su Su, cô Thủ và bé Khải. Cố lên. Cổ động viên cố, cổ vũ lên nè. Cố lên. Ở đây nè. Cố lên. Đây, cổ động viên bên đây nữa đây. Wow, quá chừng cổ động viên luôn các bạn ơi. Chúng mình nhé, nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mới của chúng mình. Tạm biệt các bạn.